Rồi, em Tòng Anh Phát chào cả nhà nha. Chúc cả nhà một ngày thật là an lành, thật là hạnh phúc và nhiều điều may mắn đến với cả nhà nha. Đó. Thì hôm nay em lên sóng video chi tiết em xe tải van đời 2011 700 kg nha anh em, SYM nha. Xe này tải van SYM đời 2011 nha anh em. Đó. Thùng con này hình như là 1m6 á. Con này được chở 5 người nha anh em. 5 người, tải em nó là 700 kg nha, đời 2011. Xe mới vừa đăng kiểm nha, mới vừa đăng kiểm luôn. Đó. Đăng kiểm mới, máy số rất ngon, rất là ok luôn nha. Đó, tình trạng xe thì máy số ngon, đăng kiểm mới. Thì giá con này em bán là 87 triệu nha. 87 nha anh em. 87 triệu nha, đời 2011 nha. Đó, nhắc đi nhắc lại 2011. Xe này thì giấy tờ mua bán tại cửa hàng thôi nha anh em. Giấy tay mua bán tại cửa hàng nha anh em. Đó. Tổng quan chi tiết xe thì con này đồng sơn đẹp nha. Nội thất sạch sẽ nha. Đó, nội thất sạch sẽ. Con này chở được 5 người. Xe này thì không có máy lạnh nha anh em. Không có máy lạnh ha. Anh em có về có thể là gắn thêm máy lạnh ok ha. Đồng sơn rất đẹp nha anh em. Đồng sơn rất đẹp. 700 kg. Đó, chở được 5 người. Con này anh em vừa chở hàng hóa đi bán nhỏ lẻ được, rồi vừa có thể là chạy ráp đồ được ha. Đó, nói chung là giao hàng đồ các kiểu đều được. Đó, máy số im, đăng kiểm mới, 87 triệu nha anh em. 87 triệu đời 2011. Tình trạng là máy số ngon nha anh em, máy số ngon. Bên này thì em chưa có rửa ráy cho nên nó hơi dơ. Mấy chỗ này xét xét thì em sẽ xịt sơn lại cho nó đẹp nha. Đó, mấy chỗ nào nó không có hoàn thiện máy thì em sẽ làm cho anh em, cho sạch sẽ cho anh em tí đỉnh ha. Để anh em về anh em có xe sạch sẽ đẹp đẽ chạy ha. Đó, thùng con này hình như là 1m6 á. Nói chung anh em mà bán ba cái đồ hàng dép đồ á, mỹ phẩm hoặc là anh em mua bán cái nhỏ lẻ gì đó có thể là lấy em xe này. Đó, 87 triệu cho một cuộc tình. Đó, rình rình dẫn vợ đi chú mưa, đi chú mưa chú nắng rồi đi lục lại tình yêu đó các kiểu. Máy số ngon nha. Đây, giờ em sẽ tổng quan chi tiết từng bộ phận hết rồi em đề máy cho anh em xem máy móc như thế nào. Hình như là con này em chưa có rửa máy luôn anh em. Xe mới về cho nên là em cũng chưa có dọn dẹp, chưa tẩy rửa gì hết nha. Đó, có cái gì thì em mong anh em thông cảm nha. Đó, có dơ giấy rồi mong anh em thông cảm. Đó, 87 triệu nha. Giấy tờ tay mua bán tại cửa hàng. Đó, xe màu trắng rất đẹp nha anh em. Đó, giờ em sẽ lên rồi em đề máy cho anh em mình xem cái máy nó như thế nào ha, để anh em biết ra rõ thực tế luôn chứ khỏi phải lăn tăn. Con này máy số rất ngon nha anh em, máy số rất ngon nha, máy số êm rất ngon nha. Rồi, để em bày cái máy ha. Cái này là cái nội thất nha anh em, để em quay cái máy cho anh em mình xem nha. Rồi thử máy móc như thế nào. Con này nội thất thì sạch sẽ rồi đó nha, liên lạc ha. Đây máy nó nè. Nè, máy em nó nè. Máy còn ok nha anh em. Đây, máy không đủ hơi nha. Đó, máy số còn khá là ok luôn. Nói chung là tạm chấp nhận được nha anh em. Tải van này anh em chạy giờ cấm được ha. Đó, tải van là anh em chạy giờ cấm được ha. Đó, máy số im. Đăng kiểm mới thì nói chung là anh em về cọc cạch kiếm lúa thôi. Phải lăn tăn nhiều nha. Đời 2011 nha. Đó, anh em về vừa chạy trung chuyển được mà chở được 5 người luôn. Đó, chạy giờ cấm thành phố đồ khá là ok. Xe để chạy giờ cấm anh em. Đó, máy im ru ha. Máy im ru. Đó, anh em nào mua thì cứ alo cho em Tòng Anh Phát nha. Địa chỉ em thì ở Tân Phú Đồng Nai nha anh em. Anh em có thể là bấm trên Google Map á. Em có để cái bản đồ ở dưới video á, anh em nhấp vô là tới nha. Đó, cứ nhấp lên bản đồ là tới ha. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ em và đăng ký kênh ha, ủng hộ em và đóng góp thêm ý kiến cho em để hoàn thiện những video sau nha anh em. Đó, tổng quan chi tiết thì em quay hết tắt tần tật rồi. Anh em nào thật sự muốn mua, muốn trao đổi xe cứ alo cho em ha. Đó, tải mà nó có cấm á, thì anh em lụm em này về nó cấm giờ rồi anh em chạy được nha. Đó, chạy trong thành phố chạy giờ cấm đâu khá là ok. Đó, trao đổi nha, em có trao đổi nha. Anh em mà có xe tải mà hiện tại đó
nó cấm giờ đồ này kia kia nọ thì anh em cứ rước em nó về để phục vụ cho công việc của mình nha. Rồi vừa có thể là đi du lịch chở vợ con đồ đi du lịch được nha anh em, tại vì nó 5 ghế ha. Đó, để quay lại một cái máy một lần nữa cho anh em bà con mình xem. Rồi nha, máy số ngon nha. Đó, khá là ok nha anh em. Xe này thì anh em mua thì có thể là khuyến mãi thay nhớt máy cho anh em nha. Rồi, đến đây thì video không có lòng vòng là làm xàm nữa, chi tiết hết rồi. Anh em cảm thấy hợp với nhu cầu thì cứ alo sớm cho em nha. Rồi, em chào anh em nha.